Ok, chào anh em. Lại là mình đây. Vẫn là Evan tiếp tục cho những anh em nào ủng hộ cho mình. Mình sẽ tặng những phần quà như là rương hashtag và chìa khóa hashtag. Thể lệ thì cũng phải thay đổi một chút. Thay thời gian thì cũng như là mọi khi thôi. Mỗi tuần mình sẽ tạo event cho anh em mỗi ngày. Vâng, bây giờ là ngày 21 tháng 7 năm 2018. Mình sẽ chốt kết quả vào ngày 28 tháng 7 nha anh em. Vào ngày đấy thì mình sẽ chọn ra 10 anh em nào may mắn, 10 bạn may mắn nhất thì mình sẽ tặng cho quà cho anh em. Đây, cho anh em xem thể lệ. Đây, bước 1 là chúng ta like video này, đừng quên là đăng ký nha anh em. Bước thứ 2, để lại in game trong liên minh thoại nha anh em. Và comment số may mắn từ 1 đến 999. Đây, anh em có thể tăng cơ hội trúng hơn bằng cách là mỗi video của mình thì mỗi video khi mình đăng ấy anh em có thể comment một số. Đấy, cho nên là thể lệ trúng có vẻ cao hơn. Rồi, bước 3 là anh em nào có Facebook thì chia sẻ lên Facebook. Đừng quên để lại link để mình kiểm tra. Đấy, sẽ chọn ra 10 anh em nào may mắn. Cách để chọn ra 10 bạn may mắn là mình sẽ vào cái web là chọn số ngẫu nhiên random.org đấy anh em. Vào web đấy mình sẽ chọn ra 10 bạn. Chọn 10 lần, thế là chọn ra 10 anh em nào may mắn. Rồi, hôm nay chúng mình thì tải event cho anh em thế thôi. Chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều event hơn cho anh em nào ủng hộ mình. Ok, chúng ta cùng đến với URF. Mình sẽ chơi Garen. Garen lên full tốc độ chạy. Đầu tiên mình sẽ nâng cái QE này. Garen này nó kiểu từng lỗi anh em ạ. Ủa, trên top hình như đang có giao tranh. Rồi, biết ai chứ phải nằm xuống. À rồi, xong. Có mạng, có mạng. Có mạng. Thằng này nữa. Thôi, chạy về. À. Rồi, rồi, rồi. Mày chết luôn đi. Ôi, này đúng kiểu từng lỗi luôn ấy. Mạnh vãi lên. Top thì chưa thấy ai cả. Thế mình lại có một ông sắc ông ấy đi rừng. Cho nên là mình phải tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh ở boss vậy. À dưới này như có một bình Zanna thôi thì phải. Tốc biến luôn. Chết luôn. Kiểu máy xay người ấy. Mạnh thật. Đúng như kiểu máy xay người luôn. Ui. Rồi, để mình lên mid phát. Ui. Mày. Ủa, còn có 25 tiết thôi kìa. Hên vãi. Rồi, lên cái kiếm Mazumu đầu tiên. Kể lên luôn kệ giày cơ động này. Hôm nay mới nhân cái thang của tôi à. Tôi mạnh như này không cần ganh đâu. Ganh mít đi. Thì đó mình bật tất cả các đồ lên luôn. Chạy bao nhanh. Lên mid phát. Lại ganh mid. Tập trung ganh mid luôn.
Lên. Mày. Ủa. Rác ăn mạng rồi. Ngon vậy. Cho tình boss top thế nào. Ủa, ông này. Đúng giờ hơi cám lợn. Cái con cua luôn. Rồi, để cho ông chết. Để cho chết thì mình vào. Dám cái cua. Bị quả báo. Rồi. Mày. Xoáy một tí đã chết luôn rồi. Thật. À, vi đẩy trụ à. Vi đẩy trụ. Rồi, ăn cái gõ vào đầu. À, chạy. Ủa. Xin thông nữa. Tưởng có một thằng thôi, cái thằng kia nó cứu bạn. Cứu bạn xong rồi nó chết luôn. Đúng kiểu là máy hình xe sinh tố ấy. Sinh tố mà chết người. Thế mới hay. Ờ này dám đánh bạn ta à? Ui. Nó tung một phát. Tung đúng lúc vậy. Cho mày ăn. Thấy rắc đi đường người cần cả ép cua ở mình. Đúng giờ hơi cắm lợn. Bảy không rồi. Đã xanh. Bây giờ mình sẽ lên top. Rồi. Lên vét nào. Ui. Chết đi. Cũng may là vét được hai bạn. Rồi. Mình hoàn thành cái kiếm Mazubo. Tiếp theo là mình lên cái vương miện luôn đi nhờ. Vừa đủ tiền. Lên ngay cho nóng. Rồi xong. Em được xem này. Đâu nó đâu rồi. Đây. Tức là chạy 800. Mày này. Cho ngay gần tim vào đầu. Không chết mới lạ. Xoay ghê thật. Đây. Hàng. Trời ơi, quá dễ dàng. Thằng Vi này, quá dễ dàng luôn. Nó khinh mình, anh em mình ấy. Chạy đâu. Đâu rồi, mày đâu rồi. Rồi, con tóc quá. À, xin thông. Đừng cho xin thông nó vào đây quá. Hai thằng. Thôi, tha mạng cho mày đấy. Đây, sẽ đi ăn blue. Rồi, đá bít quá. Chạy. Mày này. Chạy hộ cái luôn. Này mày chạy đâu. À thằng Raka này nó nhảy ghê. Ua. Nó nhảy ghê anh em ạ. Xem mày chạy đâu nhá. Chạy hộ bố mày cái. Nhảy nha nhảy nhụa. Bổ phát giọng cho vỡ đầu luôn. Rồi mình vét hết rừng của thanh niên rắc luôn. Không chịu đi đường gì cả. Rồi. Ô, em này tấm bạn tao à. Đấm bạn tao này. Chưa đi. Bắt nạt à. Bắt nạt thằng A-xe à.
thôi. Bây giờ mình vẫn tiếp tục lên những món nó mà tốc độ chạy. Rồi, luôn cái vinh quang nhỉ. Tiếp theo là ngọc hút phép. Chạy, chạy tốc độ bàn thờ. Mày chạy đâu? Đây đây đây. Mày không chết hộ. Kêu quay lại đây. Gọi đội mà đến xong rồi. À thằng này, thằng này nhảy ghê. Nhảy này. À nhảy. Nhảy ghê ấy. Ha mạng cho mày đấy. Rồi xong, anh sẽ bị bắt nạt ở dưới rồi. Rồi xong. Nhảy, nhảy này. Nhảy hộ cái luôn. Rồi rồi, chạy 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 chạy, nọn ti vắt được chết đấy. Thôi tí máu vắt. Đâu, mày đâu? Rắc bẩn ra choáng nó. Quá ok. Kiểu mấy xanh chính tố luôn. Anh chỉ xoay thôi anh em. Chơi được Garden rất là phê luôn. Anh có thể lên những món đồ mà tùy thích. Đám nhảy quá nhiều. Mày chạy hộ cái luôn. Rắc bẩn ghê vậy. Rắc bẩn trong chế độ này cũng rất là mạnh. Rồi mình sẽ về nhà hoàn thành cho mình cái ngọc hút phép. Tiếp theo là mình sẽ lên giáp liệt sĩ. Đe lên đây luôn. Rồi rồi. Thằng nào mày này. Huyền thoại luôn. 18 rồi. 18 xác rồi. Thế này mình ăn khoảng chắc tầm 20 xác ấy. Chó Garen nhìn vi cả. Thế là hơi cay mình rồi. Chạy nào. 1000 tốc độ chạy. Ủa, thế bị KS. Wow, gì gì. À, à, à. Hết tốc biến luôn rồi. Không mà mẹ. Cho phát anti là ngất ngay. Rồi giờ bắt nạt kìa. À, tí chết thằng kia. Tí chết ngộ công với cả xe. Ui dồi. Ô này số luôn. Rồi rồi xong. Thằng nào đây thằng nào đây, thằng Vi à? Này thì chó Garen này. Rồi anh em thử xem này, cung tốc độ chạy lên cho anh xem có thằng nào không. Chưa nào cả. 2000 năm thì chúng ta mới đủ giáp liệt sĩ. Thế mình sẽ farm cho đủ 2000 năm. Bây giờ về là đủ tiền luôn rồi đấy. Đấy. Căn vừa đẹp luôn. Được không? Ủa, anh em chơi ghê vậy. Xem đây. Hãy chú ý đến tôi. Hãy chú ý. Mày. Ghê vãi lên. 21. 20 xác rồi. Quá ghê.
Rồi, xem có nào đâu. Ra đây anh xoáy vài nhát là chết ngay mà. Ủa, nếu này thích kẻ trụ ấy. Không chơi này lại thích. Lại thích ăn mạng cơ, không thích để trụ. Mà anh em thì chơi để thắng rồi. Rồi bị làm lại pha cuối. Quân tốc độ chạy này. Bắt nạt này. Bắt nạt. Nghe vãi liền rồi. Xong mấy ông này bỏ từ bỏ cuộc chơi rồi. Nhảy được phát. Anh em nào thấy thích video thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Chúc anh em một ngày tốt lành.